Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 Galaxy 19 với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay thứ năm. Trước khi gửi đến quý vị các phần tin dự báo thời tiết, mời quý vị theo dõi một vài con số liên quan đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua đầu tiên là Trung Quốc có vẻ như chịu thua một chút xíu đối với cuộc chiến tranh mậu dịch này. Trung Quốc tuyên bố sẽ không đánh thuế lên độ chục mặt hàng của Mỹ và xem như một hành động để làm giảm cái tình trạng căng thẳng hiện nay. Giống như quả bóng nó sắp nổ rồi thưa quý vị, thì ống xì hơi ra một chút xíu cho đừng có vỡ. Thế thì ngay lập tức Tổng thống Trump tuyên bố trì hoãn việc đánh thuế từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, xem như là một hành động đáp trả lại với cái ý đẹp của Trung Quốc. Ông cũng chẳng muốn gia tăng căng thẳng này làm gì. Ngay bây giờ, cả hai bên đều gờm nhau và giống như Trung Quốc nhường một bước, không biết có tiến lên nổi ba bước hay không thưa quý vị. Nhưng mà nổi cái nỗ lực đó cũng đã khiến cho thị trường Dow Jones ngày hôm qua xuống. Ngày hôm qua tăng lên được 200 điểm và sáng ngày hôm nay cũng tăng luôn. Giới đầu tư đều trông chờ và họ đang chờ bất cứ những cái tin tức nào đến từ Trung Quốc. Trong khi đó tháng 10 cũng là tháng mà hai bên sẽ ngồi với nhau để thảo luận. Và ngày hôm nay cả giới đầu tư cũng đón nhận tin vui này để mà tiếp tục gia tăng, mặc dù chỉ có nhẹ nhẹ thôi. Dow Jones lên 10, Nasdaq lên 22 và S&P 500 lên 3 điểm. Trong khi đó, một senior White House official, một giới chức kỳ cựu của Tòa Bạch Ốc, đã phủ nhận một cái báo cáo từ giới truyền thông Hoa Kỳ cho rằng phía Hoa Kỳ chấp nhận những đề nghị mà Trung Quốc đưa ra. Trước đây chúng ta nghe nói thí dụ trong 6 hay 7 điều yếu tố mà phía Hoa Kỳ muốn Trung Quốc phải chấp nhận để giải quyết, trong đó bao gồm là bản quyền, cấm trợ giá cho các mặt hàng, rồi hỗ trợ để thả lỏng đồng nhân dân tệ, không có để cho đồng nhân dân tệ hạ xuống nữa. Trung Quốc nói rằng chỉ có 1-3 điều mà Trung Quốc đồng ý, còn yêu cầu phía Hoa Kỳ. Cái hồ sơ nó lên tới cả 100 trang giấy thưa quý vị. Phía Trung Quốc chỉ đòi hỏi có một vài trang giấy là đồng ý với những gì mà phía Mỹ đưa ra. Thì có cái báo cáo sáng nay nói rằng là Hoa Kỳ đồng ý với những gì Trung Quốc đưa ra, nhưng mà giới chức Tòa Bạch Ốc thì phủ nhận. Thì không biết cái chuyện này nó đi đến đâu, nhưng mà đã cũng giúp một phần nào cho thị trường tài chính. Châu Á ngược lại thì thưa quý vị, Hồng Kông, Nhật Bản và Thượng Hải có cái chỉ dấu hơi ngược nhau. Nikkei vẫn tiếp tục gia tăng tốt đẹp lên 161, Hồng Kông thì xuống 71, Thượng Hải lên 22. Lãi suất 10 năm bây giờ đã lên 1,73% rồi. Điều này có nghĩa là giới đầu tư giảm bớt việc mua công trái phiếu Hoa Kỳ và giúp cho lãi suất tăng cao. 30 năm cũng lên được 2,2%. Cách đây vài tuần lễ, 30 năm xuống dưới 2% thưa quý vị. Dầu xuống 1 đồng 47 sen, 54 đồng 28 sen. Giá dầu xuống sau khi tin tức cho rằng phía Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cái điểm tương đồng để đi đến các thỏa thuận mậu dịch. Dầu xuống thay vì 58 đồng trước đó, bây giờ còn có 54 đồng 28 sen. Ngược lại thì vàng tăng lên ngày hôm nay thêm được 15 đồng. Hồi nãy là 17 đồng, quý vị vừa thấy nó chớp một cái. Từ 17 đồng xuống còn có 15 đồng mà thôi.
1.518.60 đồng. Đó là tình hình tài chính lúc này. Trong khi đó, dự báo thời tiết ngày hôm nay như thế nào, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ tăng lên đôi chút so với những ngày vừa rồi. Hôm nay ở Westminster và Garden Road lên cao nhất có thể lên đến tầm 85-86 độ. Và đặc biệt là độ ẩm cũng giảm hơn so với hôm qua. Hôm qua độ ẩm là vào khoảng 65-67%, thì ngày hôm nay độ ẩm chỉ ở mức lên cao nhất chỉ có 58-60%, thưa quý vị. Và ngày mai thứ sáu và thứ bảy có thể nói kéo dài luôn qua chủ nhật là bắt đầu nóng. Mai thứ sáu và thứ bảy là nóng nhất trong tuần, nhưng mà không bằng mấy tuần rồi phải không? Dạ vâng. Mấy tuần rồi thì 90 mấy độ. Dạ vâng, thì thứ sáu thứ bảy này cũng ở mức là 89 lên gần 90 độ, thưa quý vị. Và đặc biệt là ngày thứ bảy độ ẩm nó giảm rất dưới 50%. Ở dưới 50% là có thể nói là trời hơi khô, cho nên là quý vị sẽ thấy vừa nóng và vừa khô. Bắt đầu qua tới thứ hai thứ ba tuần sau thì chúng ta mới thấy là nhiệt độ giảm bớt, dễ chịu hơn một chút xíu. Đến ngày 20-21 tháng 9 này mới chính thức vào thu, quý vị, bây giờ vẫn còn mùa hè. Vâng. Và Tòa Tối cao Pháp viện chiều hôm qua đã ra một phán quyết hỗ trợ cho quan điểm của Tổng thống Trump. Chính sách của Tổng thống Trump trong mấy tháng qua là từ tháng 6 là yêu cầu tất cả những ai mà muốn xin tị nạn vào Mỹ đó là phải dừng ở Mexico và xin tị nạn ở Mexico trước. Tức là những người đến từ vùng Trung Mỹ, Honduras, El Salvador muốn vào Mỹ, đừng nên vào Mỹ, bởi vì vào Mỹ thì giới chức biên giới sẽ không cho họ vào, mà yêu cầu họ quay ngược trở lại Mexico, ở bên đó chờ đi, rồi điền đơn với điều kiện là phải xin tị nạn ở Mexico trước. Nếu vì lý do mà Mexico từ chối, đến lúc đó họ mới được điền đơn để xin vào Mỹ. Thế nhưng nội cái tiến trình đó không thôi đó, là nó khó khăn biết bao nhiêu và kéo dài biết bao nhiêu. Thì cái vụ đó đã bị kiện, thưa quý vị. Và mới đây thì chúng ta nghe thấy rằng là ông tòa liên bang phủ quyết, có nghĩa là không chấp nhận cái chính sách mới về di trú của người tị nạn của Tổng thống Trump. Ông nói rằng là vẫn phải chấp nhận và phải trong vòng 20 ngày phải trả tự do cho họ trong lúc hồ sơ xin tị nạn của họ được cứu xét. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa Tối cao Pháp viện không có nghĩa hoàn toàn là nghiêng về ông Trump. Tòa Tối cao Pháp viện nói rằng vì lý do những cái vụ tranh chấp về cái quyền của người tị nạn vào Mỹ, rồi cái việc mà buộc những người này phải ở lại Mexico để xin tị nạn, nó vẫn còn đang các tòa bên dưới, tòa liên bang và tòa kháng án vẫn còn đang thụ lý. Và hồ sơ này còn đang thụ lý thì chưa thể đi đến quyết định. Tuy nhiên, chính phủ Trump và cá nhân của Tổng thống Trump đã ngay lập tức chào mừng cái phần tin tức mà liên quan đến Tòa Tối cao Pháp viện này. Họ nói rằng đó là những gì mà họ muốn, không để cho những người di dân vào Mỹ và lạm dụng cái chính sách về rộng rãi về người tị nạn để vào đây. Cho nên ngay bây giờ tất cả những ai mà muốn vào Mỹ đó, thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên, họ đến từ đâu? Mà họ nói rằng họ không được nói láo. Họ có thể nói tôi đến từ Mexico băng qua. Thì ngay lập tức thì bên phía sở di trú cũng không chấp nhận cho họ. Mà họ nói rằng ok, nếu như vậy thì đây là tấm đơn, điền đơn đi rồi tôi sẽ cứu xét. Nhưng mà trong thời gian này chúng tôi cũng không nhận anh vào Mỹ được, anh cứ ở bên phía Mexico. Còn nếu họ nói rằng tôi đến từ El Salvador, ok, như vậy thì anh đã điền đơn xin tị nạn ở Mexico chưa? Nếu mà họ nói chưa, thì anh làm ơn Ale quay về và điền đơn xin tị nạn. Rồi nếu bị từ chối, mang cái đơn từ chối đó gặp chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cho quý vị cái đơn để xin vào Mỹ. Và tình hình này hiện nay đang gặp phải sự chỉ trích rất mạnh mẽ của những người ủng hộ cho người di dân. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.